Ok, vào đi mọi người ơi. Quay trở lại làm. Cày nha. Rồi, ai vào say hai nha mọi người. Lâu lâu livestream lại buổi sáng xem tình hình nó làm sao. Rồi, bình thường ha, mình sẽ đợi một là 20 người xem. Hai á, là chúng ta sẽ đợi 5 phút và chúng ta sẽ bắt đầu. À, chào bác Dương Đô. Dương Đỗ. Ta sẽ qua đây xem. Chào mọi người buổi sáng. Ngày 2 tháng 9, ngày này là ngày lễ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã nghỉ lễ cũng khá là lâu rồi mọi người. Ngày nào cũng xem như là ngày lễ rồi. À, sau cái buổi mà đầu tiên mà mình làm á, ngày nội dung số 1 á, thì có ai đã thử làm TikTok chưa? Có ai thử làm thử một vài cái video và xem thử là làm nó dễ hay nó khó, nó gặp cái trở ngại nào chưa? Chào bác Nguyệt Dương. Ngày hôm nay thì Facebook của nó có vẻ là nó đang bóp tương tác. Giống như bài sáng nay mình đăng đó thì là cái độ reach nó cũng không có nhiều. Thì độ tương tác không có nhiều thì không vấn đề gì hết ha. Có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Mục tiêu là khi mà mình chia sẻ như vậy là sao có một người là chúng ta có thể làm được rồi. Chưa làm bao giờ hả? Bây giờ nên làm video ngắn. Tại vì cái xu hướng video ngắn đó là cái xu hướng sắp tới sẽ rất là mạnh, không chỉ là trên TikTok mà còn trên những cái nền tảng khác như là YouTube, như là Facebook. Và mọi người phần lớn á, là dành thời gian để xem video. Ví dụ như là thấy một cái bài viết nó dài quá thì người ta rất là lười. Nhưng mà nếu mà một video có nội dung hay, hấp dẫn thì người ta sẽ xem hơn rất là nhiều. Cái độ tương tác nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ thì các nền tảng vẫn đang ưu tiên video. Nên là cái khả năng tiếp cận khách hàng của mình qua video nó sẽ tốt hơn so với lại là những cái kênh khác. Ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua về cái nội dung. Thì mình sẽ nhắc lại một chút xíu về cái việc đó là làm như thế nào để video nó lên mức thịnh hành ở trên YouTube, trên TikTok. Thì chúng ta cần phải hiểu, nhớ lại là cái cách thức làm việc của TikTok nó như thế nào, cách xét duyệt nội dung của TikTok nó là sao ha. Đây, thứ nhất là gì, chúng ta không được vi phạm những tiêu chuẩn cộng đồng. Thì ở đây Vũ sẽ chỉ cho mọi người một cái trang, mọi người lên trên đó là website á, lên trên trình duyệt web á. Và mình tìm cái trang đó là cái trang từ từ cho mình chút xíu. Đây, cái trang tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok. Đó, cái trang tiêu chuẩn cộng đồng. Thì lên đây mọi người chỉ cần vào trên Google đánh là tiêu chuẩn cộng đồng TikTok thì nó sẽ ra cái trang này. Và nhìn trên cái trang này thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài cái thông tin. Nói chung là khi mà mọi người trước khi mà làm nội dung thì nên tìm hiểu một vài cái thông tin để mà mình làm nó không vi phạm chính sách cộng đồng của thằng TikTok này. Tại vì sao? Khi mà vi phạm chính sách cộng đồng á, thì nó sẽ dẫn tới những cái gì? Thứ nhất là chúng tôi sẽ loại bỏ các nội dung như video, âm thanh hoặc đoạn phát trực tiếp, có hình ảnh, bình luận và ngôn ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nè. Thì khi mà mình vi phạm những cái tiêu chuẩn cộng đồng này thì nó sẽ làm sao? Một là nó hạn chế video, thứ hai nó có thể là xóa, thứ ba là cái gì? Nó có thể là xóa luôn cái tài khoản của mình nha. Nên đó là khi mà mình làm mình cẩn thận. Lý do tại vì sao? Ví dụ nè, những cái nội dung mà liên quan tới máu me nè, hình ảnh máu me, trong đó tập trung chủ yếu vào vết thương hoặc là tổn thương hở, thì đó là những cái content mà các bác sĩ hay làm và mô tả về quá trình điều trị. Thì đây là cái nội dung mà chúng ta cũng có thể lưu ý là gì? Cách thức đăng tải như thế nào cho nó phù hợp. Ha, làm mờ hoặc là mình làm video hình ảnh và mình mô tả. Hoặc là khi mà mình làm thì hạn chế những cái hình ảnh rất là máu me. Nội dung mang tính chất là gì? Có một phần cơ thể của con người. Hoặc là sao, những cái nội dung mà liên quan tới bản quyền đó, ví dụ như bản quyền sở hữu trí tuệ này, những cái nội dung của thương hiệu khác
À, hoặc là có quyền sở hữu trí tuệ của người khác, mà mình dạng như là sao mình hay làm lại nội dung, hoặc là mình hay lấy một vài nội dung để minh họa cho một cái ý gì đó, thì chúng ta phải lưu ý là vấn đề về bản quyền. Nếu như mà những cái người mà chủ những cái nội dung mà chúng ta lấy để chia sẻ nội dung gốc nè, và nó có vi phạm về bản quyền thì sao, chúng ta có thể là mất cái nội dung mà chúng ta đang làm, hoặc là sao ảnh hưởng tới kênh của mình. Rồi ví dụ như là những cái gì nữa, bộ phận đó, những cái bộ phận về cơ thể con người, những cái gì mà liên quan tới bộ phận cơ thể con người là không được ha. À, thêm một cái nữa nè, dữ liệu cá nhân đó, những cái thông tin cá nhân. Bởi vì á, trong một trong những cái nội dung mà chúng ta chia sẻ là nó sẽ có liên quan tới là cái gì, hình ảnh trước sau nè, rồi mô tả những cái case lâm sàng, những cái gọi là cái ý kiến hoặc là những ca lâm sàng của bệnh nhân, thì nó sẽ liên quan tới dữ liệu cá nhân. Và những cái này thì chúng ta cần phải làm việc với bệnh nhân trước, khi mà mình là dùng những cái hình ảnh đó để mình làm nội dung trên TikTok hoặc là những cái kênh xã hội khác. Và đây là nó có vi phạm quyền riêng tư dữ liệu cá nhân nè. Nếu như mà cá nhân nào mà người ta báo cáo thì cũng là ảnh hưởng tới cái kênh của mình nha, cái nội dung của mình làm rất là nhiều nhưng mà nó vi phạm cái chính sách, mình không hiểu là chính sách là cái gì, mình vi phạm và cuối cùng là nó ảnh hưởng tới những kết quả mà mình làm. Đây là trước đầu tiên hết đó chính là mọi người hãy vào cái trang TikTok và mình đánh là gì, tiêu chuẩn cộng đồng TikTok, thì nó sẽ ra cái trang này và mình sẽ dựa trên đây mình tham khảo. Rồi ok, chúng ta sẽ quay lại cái bài của mình. Rồi thứ nhất là sao không vi phạm cái tiêu chuẩn cộng đồng mình vừa mới giới thiệu xong, và đặc biệt đó là các nội dung các bác sĩ mà làm, đặc biệt là lĩnh vực nha khoa mình, liên quan tới sức khỏe, liên quan tới máu me, liên quan tới cá nhân của khách hàng, thì chúng ta cần phải chú ý. Thứ hai là gì, không trùng lặp về nội dung. À, những cái video mà nó thịnh hành đó là không bị trùng lặp về nội dung này, không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này, và cách cái phân bổ nội dung của thằng TikTok nó sẽ làm như thế nào. Thứ nhất á là nó sẽ cho mình tiếp xúc lạnh, nghĩa là sao, ví dụ như một ngày đi, nó có 1 triệu người, 1 triệu người, một người á thì đăng lên một video, thì lúc đó nó sẽ cho là hiển thị ngẫu nhiên một cái video đó là 1 lần, 1.000 lần xem cho 1.000 người, 1.000 lần hiển thị, bất kỳ 1.000 lần hiển thị nha. Ví dụ như 1.000 lần hiển thị thì một người có thể hiển thị 2 hoặc 3 lần, đó là hiển thị ngẫu nhiên đó. Thì sau đó rồi nó mới bắt đầu là gì, TikTok nó bắt đầu mới lựa chọn nội dung, có nghĩa là trên 1 triệu cái nội dung đó thì nó sẽ lựa chọn là ok, những cái nội dung nào mà có cái độ tương tác tốt thì nó sẽ chọn tiếp là gì, 10% nó cho một trong 1 triệu nội dung đó, nó sẽ chọn 10% những cái nội dung mà có được tương tác tốt, nó sẽ cho vào cái vòng là cái gì, xuất hiện 100.000 lần. À, đây là mình đang ví dụ về số lần thôi, cái số lần này thì có thể là không chính xác nha mọi người, cái này phải tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà về kỹ thuật toán thì nó là tương tự như vậy, có nghĩa là càng cái độ phù hợp, càng tương tác, càng phù hợp với người dùng thì nó sẽ tăng cái số lượng tiếp cận lên. À, và video tương tác tốt nghĩa là sao, những cái video mà được thả tim nhiều nè, được share nhiều nè, được làm lại nhiều, thì đó là những video được đánh giá là tương tác tốt ha. Và nếu như mà tiếp tục tương tác tốt nữa thì sao, nó lại đưa vào một cái vòng lặp tiếp theo nữa là cứ 10% 10% 10%. Như vậy thì cái mật độ mà phổ biến của video nó càng ngày càng tăng lên. Và ở đây nó sẽ có một cái mục video, nếu như mà mọi người sử dụng TikTok á, khi mà mới vào TikTok thì nó sẽ có một cái mục là gì, dành cho bạn. Thì những cái video nào được đề xuất vào dành cho bạn, đó là những video mà sau khi mà qua được cái khu vực là sàng lọc nội dung này, nó đưa vào cái việc đó là lưu lượng truy cập nhiều nè, rồi thì nó sẽ tiếp tục là kiểm tra xem là ok, video này á nó có bị gọi là ăn cắp bản quyền hay là không, những cái comment nó có là bị comment giả hay là không, rồi những cái nội dung mình có bị ai báo cáo hay là không. Nếu như mà không có gì báo cáo, không có vấn đề gì hết và cái độ tương tác vẫn tiếp tục tốt thì nó sẽ chuyển sang là gì, đề xuất hàng ngày hoặc là đề xuất hàng tuần. À, những video mà ngày nào chúng ta cũng thể xem được, video dành cho bạn đó, nó đưa vào trong cái mục đó hàng ngày hàng tuần. Và khi mà chúng ta mỗi lần mà chúng ta làm một video thì nó lại bắt đầu vào cái quy trình này, chứ không phải là một cái kênh mà nó gọi là phổ biến, mỗi kênh nổi tiếng thì nó sẽ ưu tiên hơn. À, nha mọi người, nên là cái mức độ cạnh tranh của chúng ta ở đây á, là mình không sợ là mình vào sau, mình vào sau mà nội dung mình tốt hay mình vẫn có thể lên thịnh hành được. Ok, thì chúng ta cùng xem qua coi là nội dung của cái người dùng, người ta thấy cái gì và những cái gì mà chúng ta cần phải quan tâm ở đây á, cái cách mà mình học cũng như cái cách mình làm là sao, quan sát thôi, dựa trên những cái gì mà chúng ta có thể thấy, quan sát từ cách người khác làm hoặc là quan sát ở góc độ của một cái người tiêu dùng, thì dựa trên đó mình sẽ suy luận ra và mình học. Ví dụ như đây là một cái màn hình TikTok, thì khi mà một cái người xem, để bản thân mình xem thì mình sẽ xem cái gì,
Đầu tiên là chúng ta xem nội dung video là không nói đúng không? Đó là số 1. Số 2 là chúng ta sẽ nhìn qua là cái gì? Cái tên, ai là cái người đăng cái nội dung video này, rồi cái logo của họ như thế nào, hình ảnh ra sao, tên là cái gì. Thứ ba là cái phần mô tả đó, và trong cái phần mô tả này thì sẽ có những cái câu như thế nào, có từ khóa gì và có những cái hashtag là cái gì, những cái dấu thăng đó. Thì mình sẽ có một cái buổi mình nói riêng đó là cái sức mạnh của hashtag, để cho mọi người hình dung là khi mà mình đăng một cái bài, ví dụ như là một bài post ở trên Facebook hoặc là làm ở trên YouTube hoặc là trên TikTok đi, thì cái hashtag đó mình nên ghi là cái gì. Mọi người mình thấy là rất là nhiều bác là sao cứ thích giống như là ghi càng nhiều càng tốt, và ghi theo thứ tự rất là lộn xộn, không có hiểu là hashtag dùng để làm cái gì, nên là mình sử dụng chữ hợp lý. Và thứ tư là sao, người ta sẽ xem coi là cái âm nhạc, cái file âm thanh là đang sử dụng là cái gì, thì đó là ở góc độ của cái người nhìn ha. Đó, nội dung kích thước như thế nào, thời lượng ra sao, có phụ đề hay là không, mô tả tên như thế nào, mô tả về nội dung video ra sao, hashtag ra sao và âm nhạc như thế nào. Và khi mà mình làm vừa rồi, mình làm thử một vài video thì sao, mình thấy rằng là cái gì, nếu như mà ở góc độ người nhìn thì những cái nội dung, nếu như mình làm video phụ đề thì cái nội dung nó đừng có ở bí dưới dưới thấp quá, ngay chỗ cái phần mô tả mọi người, những cái phần mà mình đang khoanh vùng là số 2, số 3, số 4 đó, đó là cái khu vực mà sao nó sẽ hiển thị phần mô tả, và mình để cái phần phụ đề ở đây thì nó nhiều khi nó bị che, nó thấy không có rõ đó. Những cái nhỏ 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 thì khi mà mình làm rồi thì mình mới biết. Mình cũng đang cùng học chung với mọi người thôi. Từ từ đi, khi mà mình triển khai mình có thể tạo ra những cái kênh riêng, rồi mình sẽ chia sẻ những cái kênh mà mình đã làm thì nó sẽ hay hơn ha. Rồi, như vậy thì giờ trong content mình sẽ chú ý về cái gì, về nội dung. Thứ nhất á, là những cái nội dung đây mình đang gợi ý cho các bác sĩ là những nội dung mà chúng ta có thể làm được và nó rất đa dạng. Mọi người không có sợ là sao không có nội dung. Những cái nội dung này thì chúng ta có thể là gì, làm ở một kênh và chúng ta copy ra mình triển khai ở nhiều kênh khác. Ví dụ như là mình làm YouTube, sau đó mình cắt ra, mình chia nhỏ ra. Mình làm YouTube là một video dài khoảng cỡ 5-10 phút đó, sau đó là mình chắt lọc ra, mình cắt ra xong mình edit nó lại, mình chuyển sang TikTok thì một cái video nó chỉ ngắn thôi, khoảng cỡ 10 tới 15 giây đổ lại thôi, cũng ok rồi. Thì dựa trên những nội dung gì? Thứ nhất là gì? Hỏi đáp dựa trên các vấn đề của khách hàng. Ví dụ như là bệnh nhân mà niềng răng đi thì nó có vô vàn cái nội dung để mà chúng ta có thể làm. Ví dụ như là anh ơi, niềng răng bây giờ có hôn được hay không? Rồi niềng răng thì có giảm cân hay không? Niềng răng có ăn uống được hay không? Rồi niềng răng sẽ hạn chế ăn những đồ ăn nào? Rồi đang đi chơi mà bị đứt dây thun, rồi xong rồi ăn nhiều quá thì bị bung này nọ thì làm như thế nào? Rồi niềng răng thì có hôn được hay không? Rồi niềng răng thì nếu như mà giờ có một cục 500 rất là lớn đi, mình để vô ngay cái hàm răng của mình khi mà niềng như vậy thì nó có bị hít ra hay không? Ví dụ là như vậy, những cái câu hỏi mà rất là thường thức. Và những cái nội dung đó là sao? Nội dung đánh đúng vào cái nhu cầu của khách hàng. Đó là những cái vấn đề mà người ta quan tâm. Tức là đây là những cái nội dung mang tính chất là đào tạo. Mình vừa cho người ta biết là gì, mình đưa ra được những cái quan điểm sai lầm. Những cái câu hỏi, những cái thắc mắc thường gặp là cái gì? Và sau đó là chúng ta đưa cái giải đáp ở vị thế của một người bác sĩ. Ở bác sĩ thì làm content mình cảm thấy rất là dễ nha. Tại vì bản thân mình đã thử thì sao? Ở vai trò một cái người làm về quảng cáo thì làm về content liên quan tới ra mặt. Nếu mà hiển thị ra mặt như vậy mà làm content liên quan tới nha khoa thì nó không ok. Từ đó mình mới chuyển sang lại gì? Cái nội dung mà ở phía sau. Có nghĩa là mình đã từng làm nội dung là liên quan hình ảnh minh họa và có lồng tiếng. Và nếu ok nữa thì sao? Mình có thể làm thêm phụ đề. Đó. Có rất là nhiều cách để làm thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cách thức để làm ha. Về nội dung, thứ nhất là hỏi đáp. Đây là nội dung mà sao cực kỳ dễ làm, vô cùng phong phú và bác sĩ có thể bắt đầu ngay. Hỏi đáp mình sẽ hỏi sẽ dựa mình sẽ tìm những câu hỏi này như thế nào. Hãy xem là ở trên mạng bệnh nhân người ta hay hỏi gì trong cái hội nhóm. Rồi hãy hỏi nhân viên của mình là bệnh nhân hay hỏi cái gì. Hãy vào trong những cái trang web hoặc là những cái kênh YouTube hoặc là những kênh TikTok của những phòng khám khác. Và mình xem coi người ta đang làm những cái nội dung gì, và dựa trên những cái nội dung đó thì chúng ta có thể đưa ra những câu hỏi dựa trên nhận định cá nhân của mình sẽ hay hơn ha. Mình sao chép nhưng mà sao chép một cách nghệ thuật, cũng rất ok mọi người. Cách thức sao chép của Picasso, đó là cái cách mà mình đang áp dụng rất là nhiều. Thứ nhất là nội dung hỏi đáp, thứ hai nữa là gì, có thể nội dung liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của mình, ai phù hợp với làm implant, ai phù hợp với làm veneer, ai phù hợp với làm với chỉnh nha. Rồi trẻ con ở độ tuổi như thế nào thì có thể làm niềng răng đó. Rồi chi phí về giá cả, ví dụ như là người ta nói là veneer
Tại vì sao veneer ở chỗ này làm 5 triệu, chỗ này làm 20 triệu hoặc là chỗ khác làm 10 triệu. Tại vì sao có veneer thì người ta nói là sửa soạn và không sửa soạn. Rồi nâng fret và prep là cái gì? Rồi có những cái loại mà veneer ví dụ như là 5D hay là veneer sứ ABC hay là không? Ví dụ như là như vậy. Và chi phí nào, yếu tố nào làm cho veneer nó mắc? Vì sao đi làm phòng khám nha khoa thì chi phí lại cao như vậy? Tại vì sao mà điều trị im lặng lại mắc như vậy? Đó. Hoặc là tại vì sao mà làm phục hình thẩm mỹ tại phòng khám của chúng tôi chi phí lại như vậy? Mình sẵn sàng, ví dụ nếu mà chi phí mình cao thì đó cũng là một cái cớ để mình đề cao những cái yếu tố khác, ví dụ như là thiết bị chúng ta sử dụng nè, vật liệu chúng ta sử dụng nè, bác sĩ, trình độ bác sĩ như thế nào. Nếu như mà giá thấp thì đó là một cái, cũng là một cái mình có thể làm video được, coi như là cái nội dung nào mình cũng làm được hết. Nhưng quan trọng nhất mình đưa ra là gì, những cái nội dung này là những cái mà bệnh nhân người ta quan tâm. Khi mà người ta làm, bất cứ mình đăng lên một cái nội dung nào hấp dẫn thì người ta bay vô, người ta hỏi liền là cái gì, ồ cái này giá bao nhiêu ha. Thì người ta không có hỏi là làm bằng vật liệu gì, quy trình rồi như thế nào, mà bay vô người ta hỏi liền là giá, chi phí như thế nào. Thì đây cũng là một cái content rất là hay mà mọi người nên làm. Mình thấy là các bác ngại nói về vấn đề về giá, nhưng thực sự giá chính là cái nội dung mà rất là nhiều người quan tâm. Bản thân mình khi mà đi mua hàng cũng quan tâm giá rất là nhiều. Rồi trải nghiệm của khách hàng tại phòng khám như thế nào, rồi khách hàng sau khi làm thì người ta thấy như thế nào, rồi khách hàng đã làm người ta thấy như thế nào, hoặc là khách hàng trước khi làm và sau khi làm hình ảnh trước sau ra sao. Rồi phòng nói những cái video mà nói về giới thiệu về phòng khám thì cái video này mình có thể sao đăng lên trên YouTube và sau đó là mình chuyển qua TikTok, mình cho nó dài cũng được. Ở trên TikTok không nhất thiết là những nội dung phải là ngắn mới là ok. Những nội dung mà hôm nay phần đầu mình nói bị thiếu, có nghĩa là những cái nội dung nào mà được mức độ tương tác tốt, nghĩa là sao, thiếu một phần là cái gì, đó là độ hoàn thành của nội dung. Nghĩa là khi mà người ta xem hết cái nội dung đó và người ta xem đi xem lại, người ta đánh giá là gì, ok nội dung này hữu ích và người dùng người ta phải xem đi xem lại nhiều lần, đó cũng là một cái tiêu chí để đánh giá là nội dung tốt hay là không. Tuy nhiên một số cái nội dung ở đây á, là chúng ta đang đào tạo thị trường, có nghĩa là đào tạo khách hàng, và thông tin mà càng hữu ích thì cái vấn đề về cái thời lượng thì có thể nó dài ra cũng không sao, nhưng mà đừng có dài quá thôi, tại vì kênh này là kênh chuyên về gì, về nội dung ngắn. Và cái thói quen của người ta khi mà xem những cái nội dung ở trên này là gì, thói quen xem nội dung ngắn, nên khi mình làm nội dung dài quá thì người ta mất kiên nhẫn mọi người, khoảng chừng 3 phút đổ lại thôi. Còn nếu mà ngắn và độ hoàn thành tốt nhất là gì, 15 giây đổ lại. Phòng khám và những cái nội dung mà liên quan tới phòng khám như là giới thiệu về cơ sở vật chất này, giới thiệu về môi trường này, giới thiệu về nhân viên điều trị ở phòng khám như thế nào đó, thì đây chính là năm cái loại nội dung mà mình đề xuất là các bác có thể thử và áp dụng ngay cho phòng khám của mình, và thực sự nó không có khó làm chút xíu nào. Ví dụ như hỏi những nội dung mà liên quan tới hỏi đáp á, mọi người có thể đẻ ra khoảng cả 10 tới 20 nội dung video trong một ngày. Nó rất là đơn giản vì mình chỉ quay từ có 10 tới 15 giây thôi. Đặt câu hỏi. Cách thức là sao? Cách thức làm video là gì? Hình thức là thứ nhất là có thể làm clip lồng tiếng và phụ đề, thì đây là cách thức rất là dễ, nghĩa là mình không có tự tin khi mà mình đứng trước camera. Ví dụ như nếu mình quay trực tiếp như vậy mình nói chuyện nó sẽ không có hay, ánh sáng nó không được đẹp, hay là mọi thứ mình chưa kiểm soát được, chưa quen, thì sao mình quay một cái đoạn clip mình quay sẵn và sau đó mình lồng tiếng, hoặc là mình để phụ đề, mình không cần lồng tiếng cũng được mà mình làm phụ đề mọi người, thì dựa trên hỏi đáp. Ví dụ như là gì, một giây đầu tiên bùm xuất hiện cái câu hỏi, anh ơi niềng răng có hôn được hay là không, sau đó mới là cái phần khoảng cỡ 10 giây còn lại là sao, mình giải đáp cho người ta lý do tại vì sao mà niềng răng vẫn hôn bình thường đó, ví dụ là như vậy ha. Thì rất là đơn giản thôi, mình lên mình làm đầu tiên là sao, mọi người đừng có chú trọng quá cái việc là gì, phải làm thiệt là hay, thiệt là đẹp, phải là xuất sắc, phải làm một cái là ăn ngay được nhiều người xem. Không có, cái vấn đề của chúng ta là gì, bước số 1 đó là chúng ta làm là làm cho mình chứ không phải làm cho người bệnh nhân trước. Chúng ta làm để sao, để mình vượt ra khỏi cái vùng an toàn là mình đã thử một cái mới, và khi mình làm rồi bắt đầu mình mới có cảm hứng, à mình sẽ sửa cái này sửa cái kia, mình biết mình chưa được chỗ nào, hay là mình xem đi xem lại mình xem là hiệu quả nó như thế nào, phản hồi của người xem ra sao và những cái nội dung nào là phù hợp đối với mình. Ví dụ như có người nói là ok nội dung hỏi đáp ok phù hợp thì mình nói, hoặc là nội dung liên quan tới vấn đề về sản phẩm nhiều, dịch vụ nhiều mà người ta quan tâm nhiều thì mình lại nói về chủ đề đó, có nghĩa là mình sẽ có được cái sự lựa chọn. Nhưng mà bước số 1 khi mình làm nội dung là sao, mình làm cho mình đã mọi người, mình bước ra khỏi vùng an toàn và mình thử một cái mới ha. Thì cái hình thức mình làm là gì, clip nè, lồng tiếng hoặc là phụ đề, hoặc là đơn giản hơn nữa là sao, làm slide hình ảnh và lồng tiếng thôi. Và cách thức rất là dễ, có nghĩa là khi mọi người vào TikTok á, nó sẽ có những cái mục là cái gì, mẫu,
mẫu của TikTok, có nghĩa là nó mình chỉ cần lựa chọn hình thôi và nó là tự có hiệu ứng chuyển cảnh tất cả mọi kiểu rồi. Thì việc của mình là sao? Mình chọn cái mẫu, mình chọn khoảng thời lượng đúng không? Ví dụ như là khoảng 11 giây đổ lại. Sau khi mà chọn mẫu xong rồi bắt đầu mình thêm chữ là mình thêm phần câu hỏi. À ví dụ như là mình thêm một cái ô câu hỏi, mình thêm chữ mọi người là gì? À, anh ơi niềng răng có hôn được hay không? Rồi để trong một giây đầu tiên, xuất hiện trong một giây đầu tiên. Và sau đó thì cái phần còn lại thì bắt đầu mình mới để chữ lồng tiếng. Để chữ chạy cũng được mọi người, để chữ chạy dựa trên những cái hình ảnh bệnh nhân mà trước sau của phòng khám. Như vậy là cũng được. Làm rất là nhanh. Có nghĩa là tạo nội dung á, mọi người nếu như mà ban đầu làm có thể mất khoảng 1 tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng. Nhưng mà lần thứ hai nó sẽ giảm đi một nửa, lần thứ ba nó sẽ giảm đi một nửa. Càng ngày mình làm càng hiệu quả ha. Rồi, hoặc là hoạt cảnh. Và cái nội dung ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà gì? Mình brainstorming, có nghĩa là mình tìm nội dung nó phù hợp và rất là nhanh. À, rất là thú vị. Rồi mọi người xem lại nha, nếu mà được thì chụp lại cái này. Bởi vì những cái nội dung này là những cái nội dung mà mình làm ở trên tất cả các kênh chứ không nhất thiết là trên TikTok. Nhưng mà trên TikTok thì sao, nó chỉ có là gì thời gian ngắn thôi và mình làm sao cho nhanh gọn, nó hấp dẫn, nó hay. Và ở đây mình sẽ nói cho mọi người cách để mà làm hoạt cảnh. Những nội dung mà liên quan tới kịch bản này, xây dựng kịch bản như thế nào. Hoạt cảnh ở đây là cái gì? Có diễn xuất mọi người, dành cho những cái phòng khám nào mà có lực lượng nhân viên đông đảo, có cái nhóm mà chuyên làm TikTok, đam mê TikTok thì bắt đầu có thể sao xây dựng những kịch bản như thế này và mình làm. Và thông thường những cái nội dung này thì có sự khác biệt, có sự hấp dẫn tại vì nó có câu chuyện, người ta thích xem câu chuyện, người ta thích là cái gì à, tham gia vào câu chuyện. À, những cái nội dung trước đây mình làm mình hướng dẫn cho mọi người ví dụ như trả lời câu hỏi nè, làm slide thì ok, nó có thể là giúp cho mọi người khởi động thôi để bắt đầu. Nhưng mà về lâu về dài nếu như mình muốn là nó có sự sinh động hơn thì chúng ta nên xây dựng kịch bản và có cái sự diễn xuất đó mọi người. Diễn xuất ở đây bước một để mà làm cho nó dễ là sao? Chỉ quay và sau đó lồng tiếng. Đó, ví dụ như là một cái nội dung mà nó có quá nhiều cái yếu tố gọi là khó khăn để mình làm thì sao? Mình chia nhỏ nó ra. Ví dụ video mà phải có diễn xuất có nghĩa là vừa quay vừa nói. Ok, chia nhỏ nó ra, quay không, nói lồng tiếng. Được chưa? À, thì như vậy mọi người sẽ dễ làm hơn, có nghĩa là một cái cảnh quay mình chỉ tập trung vào quay thôi, sau đó là lồng tiếng thì tập trung vào lồng tiếng thôi, rồi sau đó hiệu hiệu gọi là edit video thì tập trung vào edit thôi, chia ra thành từng phần nhỏ. Cách thức xây dựng kịch bản này, mình vẽ một cái lưới là 9 ô, sau đó mình liệt kê 8 mối quan hệ quanh quanh nhân vật chính và các bối cảnh có thể xảy ra mâu thuẫn với nhân vật chính là cái gì. Đó, mình nói như vậy thì mọi người không hình dung đúng không? Cách thức mình làm, mình lấy một cái file Excel hoặc là lấy một cái tờ giấy trắng, mình ghi ra ở giữa đây là nha sĩ nè, hoặc là mình lấy là nha sĩ, hoặc là mọi người có thể áp dụng để mà triển khai cho những cái nội dung khác cũng ok ha. Nha sĩ thì có những mối quan hệ nào? Đó là vợ, là người yêu, là bạn bè, đó là bác sĩ của nha sĩ. Rồi có bảo vệ, có bệnh nhân, có tiếp tân, có trợ thủ. Thì đây là chúng ta có bao nhiêu? Mình có thể có ít nhất là 8 cái mối quan hệ xung quanh cái người nha sĩ này. Và dựa trên 8 cái mối quan hệ này thì chúng ta có thể xây dựng những cái tình huống. Ví dụ như là bây giờ nha sĩ với vợ và nha sĩ với người yêu. Đó, hoặc là giờ bạn bè mà giới thiệu tới làm nha sĩ thì sẽ như thế nào? Hoặc là bác sĩ và nha sĩ. Nếu nha sĩ bị đau răng thì nha sĩ sẽ gặp ai? Đó, hoặc là những mâu thuẫn giữa những cái tình huống có thể xảy ra. Thí dụ như là bác sĩ mà làm việc với bảo vệ sẽ như thế nào? Thay đổi những cái gọi là, ví dụ như một cái hoạt cảnh là gì? Bảo vệ. À, khi mà gặp một cái người nha sĩ, bạn của một người nha sĩ tới gặp cái người bảo vệ này và người bảo vệ này không có một cái thái độ đúng mực hoặc là không có biết làm như thế nào để cho cái người khách hàng người ta biết, người ta hiểu về cái văn hóa của phòng khám, thì cái người bạn đó này mới nói chuyện với người nha sĩ, rồi người nha sĩ mới gọi là thông tin là cái ông bảo vệ này để ông thay đổi, thì đó cũng là một cái hoạt cảnh ví dụ vậy. Thì dựa trên này sao mình có thể xây dựng rất là nhiều nội dung hay nha mọi người, cực kỳ nhiều nội dung và nó rất đa dạng bởi vì nó có quá nhiều tình huống đi. Và những cái tình huống mình có thể xây dựng là cái gì? Bình thường đối với phi thường, nghĩa là sao? Những điều bình thường của những người, những điều phi thường của những người bình thường. Ví dụ như là một cái người mà đứng vai trò rất bình thường trong phòng khám, đó là cái người bảo vệ thôi, nhưng mà tạo ra một cái gọi trải nghiệm tuyệt vời đối với khách hàng. Ví dụ như giờ một cái cảnh quay là gì? Một cái người bảo vệ trước, thấy chưa? Thay trước một cái người bảo vệ số 1, đó là người, một người bảo vệ mà ngồi ở trên một cái ghế bình thường đúng không, ngồi bệt nè, tay thì cầm điếu thuốc ha, áo quần á, thì mặc đồ xộc xệch, à, xe thì để lung tung, với là
mình chỉ cần búng tay một phát thôi, nó sẽ chuyển qua hoạt cảnh thứ hai là gì, một người bảo vệ mà khách hàng tới cười dắt xe cho người ta, mặc đồng phục rõ ràng đẹp vân vân. Thì đó là một cái cách, một cái nội dung cũng là ok, có nghĩa là điều phi thường đối với những người bình thường, chỉ một cái thay đổi nhỏ thôi đã làm cái trải nghiệm khách hàng hoàn toàn nó khác. Hoặc là những người, những điều bình thường của những con người phi thường, ví dụ như là bác sĩ trong phòng khám thì bình thường người ta cũng làm cái gì, người ta cũng thích ăn cái gì, người ta cũng thích xem phim, người ta cũng thích làm cái này làm cái kia, người ta cũng thích chơi TikTok ví dụ vậy. Đó là những cái hoạt động hàng ngày, những cái mà bệnh nhân người ta cũng rất là quan tâm, mang tính chất là gì, vừa đào tạo nhưng mà vừa giáo dục. Những cái nội dung mà xoay quanh nhân vật chính đó là bác sĩ với những cái nhân vật còn lại, thì nó sẽ xoay quanh cái gì, xoay quanh về tình yêu nè, hoặc là xoay quanh về sau hậu trường. Ví dụ như sau một cái hàm răng đẹp của bạn thì bác sĩ sẽ phải làm cái gì, nhân viên phải làm cái gì, phải qua những cái công đoạn, những cái quy trình như thế nào đó. Hoặc là sau những cái mà thành quả mà bạn có thì cái sự vất vả của bác sĩ là cái gì, ví dụ sáng làm từ sáng tới chiều, đau lưng nè, mỏi mắt nè, mà suốt ngày nhìn vào miệng nè, rồi nguy cơ, những nguy cơ có thể xảy ra vân vân, rất là nhiều thứ để mà mình làm đúng không. Hoặc là đằng sau một cái sản phẩm chất lượng là cái gì, đằng sau một cái sản phẩm giá mắc là cái gì, đằng sau một cái dịch vụ ân cần là cái gì, đằng sau một nụ cười của bệnh nhân là cái gì, rồi những cái thói quen đó, những cái thói quen nào, ví dụ như là thói quen của tiếp tân khi mà mới vào trong phòng khám thì sẽ kiểm tra điện thoại trước, xem điện thoại trước, làm việc riêng hay như thế nào, và sau đó thay đổi thói quen thì như thế nào. Hoặc là thói quen của bác sĩ trước khi mà gặp bệnh nhân thì người ta làm cái gì, và sau đó thì người ta thay đổi và người ta đã tốt hơn như thế nào. Có nghĩa là gì, mình đưa ra những cái hoạt cảnh là đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và thay đổi, nó tạo ra một sự thay đổi khác biệt như thế nào đó. Hoặc là mình đưa ra những cái hoạt cảnh là mâu thuẫn vì thiếu thông tin. Trước đây mọi người cũng có đã từng xem qua những cái clip, ví dụ như đó là một cái anh chàng đại gia mà đưa một người mẹ vào để làm răng đó, và nói là làm cho mẹ tôi cái loại răng nào mà rẻ nhất. Sau đó thì sao, ở phòng khám đó người ta mới đánh giá rằng đó là ồ, anh này anh giàu có nhưng mà anh lại không hiếu thảo. Nhưng mà khi mà người mẹ đi ra xe rồi thì cái anh bác sĩ, anh cái anh đại gia này mới quay trở lại phòng khám và nói rằng đó là hãy làm cho mẹ tôi cái loại nào mà tốt nhất, bởi vì mẹ tôi là thích tiết kiệm, sợ nếu mà nói giá cao thì mẹ tôi không dám làm. Đó là một cái gọi là gì, mâu thuẫn vì thiếu thông tin và đưa ra cái cách giải quyết mà người ta bất ngờ đó, hoặc là tạo ra một cái hoàn cảnh để mọi người cùng giải quyết. Ví dụ như trong cái trường hợp là cái gì, một cái bệnh nhân sau khi mà làm xong ABC đó rất là ok, xong hết rồi, nhưng mà cuối cùng người ta quay trở lại ở trong phòng khám, ở tại phòng khám thì người ta cười nói rất vui vẻ, nhưng mà khi về nhà người ta gặp gia đình hoặc bạn bè chê một cái điểm nào đó thì người ta quay trở lại và người ta đòi là cần phải làm lại, người ta đòi lại tiền hay ABCD. Thì lúc đó mình lại đặt câu hỏi, nếu như bạn là nha sĩ bạn sẽ làm gì, nếu như bạn là chủ phòng khám bạn sẽ làm gì, nếu như bạn là tôi thì bạn sẽ làm gì, ví dụ là vậy. Hoặc là rất là nhiều tình huống, có nghĩa là mọi người hãy dựa vào trong cái mô hình này nè đó, và mình liệt kê ra những cái đặc điểm hàng ngày thôi, tình yêu hôn nhân nè, rồi những cái mối quan hệ công việc hàng ngày, những thói quen hàng ngày, những thay đổi trước sau, rồi những cái tình huống có thể xảy ra là cái gì. Và khi mà mình brainstorming là sao, mình liệt kê ra việc của mình, khi mà mình phát triển gọi là ý tưởng á, mình đừng đánh giá đúng sai, mà chúng ta hãy liệt kê ra là những tình huống có thể xảy ra là cái gì. Thì trong cái mô hình này á, mọi người cũng có thể thay đổi, thay vì để nha sĩ ở giữa đây thì mình có thể là đưa một cái tình huống đó là về bệnh nhân. Thì bệnh nhân, những cái yếu tố, nếu như mà mình là làm những cái nội dung mà liên quan là những câu hỏi liên quan tới bệnh nhân thì sao, mình để bệnh nhân ở trong cái ô màu cam đó mọi người, mình để bệnh nhân thì những yếu tố nào bệnh nhân sẽ quan tâm, răng miệng đúng không, thì những cái gì mà liên quan tới cái khuôn mặt của họ. Nhưng mà sẽ phát triển ý xa hơn là cái gì, thì nếu như nói về miệng thì sao, người ta sẽ quan tâm là ok, cười như thế nào cho đẹp, làm sao cho răng nó trắng, ăn cái gì để cho hơi thở thơm tho hoặc là bảo vệ răng, hoặc là cái cách thức luyện tập như thế nào để nụ cười đẹp không bị hở hở nướu vân vân. Có nghĩa là khi mà mình làm brainstorming bằng để cái chủ thể ở trọng tâm, và sau đó mình phát triển ý ở những cái ô xung quanh, và từ cái ô đó mình lại phát triển ý tiếp, liên quan tới, ví dụ như trong cái yếu tố trong cái bảng này đi, người vợ, liên quan tới người vợ của nha sĩ thì sẽ có những cái yếu tố gì, ví dụ như là bạn bè của người vợ mà đến làm ở phòng khám nha khoa và gặp những cái gọi là trải nghiệm vụ không tốt thì cái người vợ này sẽ phản ứng với nha sĩ như thế nào, hoặc là người vợ này người ta sẽ đứng ra vai trò giống như là một cái người đi chia sẻ thông tin cho phòng khám ra sao, rồi cái người vợ này người ta sẽ làm những cái món ăn gì mà liên quan tới nha sĩ. Ví dụ như nha sĩ thì chuyên làm về răng, chuyên chăm sóc nụ cười cho người khác, nhưng mà người vợ thì răng lại không đẹp, thì cái tình huống đó xảy ra thì sẽ như thế nào đó, rất là nhiều cái ý tưởng để mọi người có thể làm đó.
Thì ngày hôm nay mình muốn cho mọi người một cái nhìn tổng quan về cái năm cái loại nội dung cũng như là cách thức triển khai một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúng ta đừng có gì, đừng áp lực. Mình hãy vượt ra khỏi vùng an toàn của mình hãy làm đi. Và sau đó rồi bắt đầu mình mới triển khai là ok, bắt đầu mới có kịch bản, bắt đầu mới làm diễn xuất này nọ. Nhưng đầu tiên hãy quay lại làm những điều rất căn bản, lấy hình, làm slide, lồng tiếng, rồi xuất bản. Đó, mình làm khoảng chừng 5 tới 10 cái clip như vậy là tự nhiên mình thấy cái trang mình nó khác à. Thì bữa sau mình nếu như mà chủ đề này ok thì mình lại tiếp tục hướng dẫn cho mọi người là gì? Nên tập trung vào những cái yếu tố nào để làm cho cái trang của mình nó ok hơn. Ha. Đó, thì đây là tổng quan những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, có mọi người có vấn đề, có câu hỏi gì hay không? Chào bác Trà My, chào bác Cảnh, chào bác Hải, chào bác Thành, chào bác Phương. Ok, sắp tới thì sao? Mình sẽ triển khai đây, camera. Vừa rồi á, là mình có đăng một cái bài post đó, có nghĩa là khi mà mình làm những cái nội dung này thì có một vài bác cũng đã từng trải nghiệm, tuy nhiên á, là người ta áp dụng và người ta không có thành công trong quá khứ. Tuy nhiên là có nhiều cách để mà triển khai. Ví dụ như là một số bác sĩ có thể là làm triển khai quảng cáo cho đối tượng là răng trẻ em và người ta làm offline, có nghĩa là ta tới những cái trường mầm non hoặc là ta làm chương trình. Tuy nhiên cái cách thức triển khai như thế nào chỉ cần thay đổi nhỏ một chút xíu thôi nó cũng đã ảnh hưởng tới kết quả rồi. Thì sắp tới thì một á, là mình có thể triển khai làm livestream liên quan tới những cái chiến dịch marketing. Ví dụ như là cách thức làm thẻ như thế nào cho nó hiệu quả nè, cách thức triển khai răng trẻ em như thế nào, tổ chức event như thế nào. Hoặc là sao một livestream, hay là mình sẽ tổ chức trong cái group làm nhỏ thôi và mình sẽ bám sát, có nghĩa là cho mọi người trải nghiệm làm và phản hồi lại dựa trên thực tế triển khai như thế nào. Như vậy thì nó sẽ mang tính chất nó hiệu quả hơn so với việc đó là chỉ là chia sẻ livestream và mang cái thông tin đó là hơi ở phần nền, nhưng mà quan trọng là ở phần sâu như thế nào. Ở bề sâu á, mình muốn giúp cho mọi người đi vào chiều sâu, nó sẽ ok hơn khi mà triển khai ha. Rồi. Nếu như mọi người có quan tâm nhiều chủ đề khác nữa thì hãy giúp cho mình inbox cho mình để mà mình có thể làm những cái nội dung tốt hơn, hay hơn cho mọi người. Chúng ta cùng nhau chia sẻ trong cái mùa dịch này ha. Ok, chúng ta giãn cách nhưng chúng ta không xa cách. Hãy tiếp tục trao cho nhau những nụ cười qua ánh mắt nha mọi người. Hãy cùng nhau chia sẻ để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những cái giai đoạn, trong những cái buổi livestream tiếp theo.